Ngọc Thơ Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin dù vùng 1 hay vùng 2 của di tích thì cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt ngày 11 tháng 11 báo tiếng dân tiếp tục đăng tải loạt bài bình luận di sản thế giới hay Ao làng kỳ 2 của nhà báo Nguyễn Thông thời báo chấm d giới thiệu đến quý khán thính giả bài viết với nội dung như sau dù vùng bảo vệ 1 hay bảo vệ 2 thì cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt đúng như khái niệm tên gọi bảo vệ theo quy định của chính phủ vịnh hạ long là vùng cốt lõi bảo vệ một còn những chỗ bên ngoài nhất là khu vực tiếp giáp gọi là vùng đệm bảo vệ hai chỗ biển đảo lô nhô thuộc phường quang hành thành phố cẩm phả bị đổ đất đá làm cho nham nhở biến dạng chính là vùng đệm bảo vệ hai muốn thay đổi phải có ý kiến từ chính phủ được duyệt từ cấp trung ương chứ chính quyền tỉnh quảng ninh không có quyền nếu đám quảng ninh tự ý cho phép là xé rào làm bậy cần bị xử lý nghiêm khắc, thậm chí khởi tố, truy tố. Khi bị lôi ra trước công luận, lại còn đòi sửa luật, sửa nghị định của chính phủ để cái sai được tồn tại bất hợp pháp. Nếu Trung ương cho phép chỉ đạo bật đèn xanh đồng ý vụ này thì Trung ương cũng có tội, còn khởi tố hay không thì tùy lò. Hình ảnh bài trên báo Tiến Dân Di sản đặc biệt biển đảo quê hương, khu vực di tích danh thắng quốc gia mà từ trên xuống dưới coi như cái vũng trâu đầm chỗ con rồng lộn chứ hạ long hạ liếc chi đừng có cãi nó phá sờ sờ ra đó hơn cả năm rồi chứ có phải giấm dúi trong buồn đâu mà không thấy phạt 125 triệu đồng có khác gì gãy ngứa một con thú hung dữ đang say ăn đất có khác gì bật đèn xanh mở đường cho nó rằng chúng mày cứ làm đi không sao đâu khi nào chính phủ ra nghị quyết điều chỉnh, nói thẳng ra là thu hẹp lại vùng đệm của di sản được quốc hội thông qua thì việc phá hoại làm tổn thương di sản mới không bị trừng trị. Cứ kiểu tiền trảm hậu tấu hoặc trả thèm tấu thế này, chả mấy lúc Vịnh Hạ Long sẽ co lại như miếng da lừa, thành cái ao làng, mỗi họ mỗi nhà lớn một tí, rồi mấy thứ bằng cấp do UNED bán cho sẽ thành giấy lộn coi bảo thật di sản chả mấy chốc mà tan hoang, ai cố cải thì hãy coi lại mấy cảnh chụp ở khu 10B Quang Hành Cẩm Phả, giữa biển trời bao la đẹp như gấm hoa thế, tự dưng quay lên những dãy nhà nghèo nghẻ như chọc vào mắt thì có còn ra thể thống gì. Vụ phá này đừng lo nó phá môi trường, bởi bây giờ với khoa học và công nghệ hiện đại, người ta có rất nhiều cách vừa tồn tại vừa bảo vệ môi trường mà nghiêm trọng nhất, khủng khiếp nhất là phá cảnh quan đang được cả nước gìn giữ, tự hào bảo vệ. Hình ảnh hiện trường lắp biển của công ty đổ ra. xứ ta có hơn 3.200 cây số bờ biển, chưa kể phần bao quanh các hòn đảo. Việc mở rộng lãnh thổ về phía biển theo tác động tự nhiên diễn ra từ bao đời, do trời chứ không phải do con người. Những vùng cửa sông là dễ thấy nhất. Phù sa từ thượng nguồn đã tạo ra biết bao vùng đất mới ven biển. Nhớ hội học phổ thông có câu thơ Cuồn cuộn ngang trời một dòng sông đỏ, phù sa, phù sa, ôi sức sống mênh mông. Làng tôi ở huyện Kiến Thụy, đất hải tầng phòng thủ, gọi tắt là hải phòng. Theo đường chim bay, cách biển chưa tới chục cây số. Hồi bé, thập niên 50-60, tôi thường lần mò tới chỗ người nhớn đào giếng, trong đó có giếng nhà tôi đào từ năm 1965. Thấy cứ sâu khoảng 5, 6, 7 mét, móc lên tinh những vỏ sò vỏ hến. Thầy tôi bảo xa xưa chỗ quê mình là biển, sách giáo khoa cũng dạy vậy. Bù tôi kể hồi năm 1955, đất phòng quê tôi bị trận bão biển lớn, sóng thần ập sâu vào đất liền mấy cây số, vỡ đê, nước ngập tới gần cầu rào. Kể lại để biết rằng đất đã mở ra về phía biển nhiều lắm. Nói đâu xa, chỗ cống rọc, đầm vương ở tiên lãng hơn 2 phần 3 thế kỷ trước là biển chứ đâu phải là đất đai để gây ra bao hệ lụy phẫn nộ đau buồn. Năm 1969, bọn học trò lớp 8 chúng tôi kéo nhau từ huyện Kiến Thụy qua xã Vinh Quang, quê Vương, giúp dân gặt cối. Đồng cối bát ngát khi ấy bây giờ là chỗ trung tâm xã. Nghe kể bộ phim Người về đồng cối khá nổi tiếng, có cô Thanh Loan xinh đẹp đóng, cũng trên thực địa xã này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Dù vùng 1 hay vùng 2 của di tích thì cũng phải bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ quan tố tụng lờ đi chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải Ngày 6 tháng 11, blog Gió Bớt trên AFA Tiếng Việt có bài Vì sao cơ quan tố tụng cấm khẩu chứng cứ Hồ Duy Hải dự đám tang trong thời điểm xảy ra vụ án bưu điện cầu voi tác giả đề cập đến thông tin mà đài voa đưa về việc hàng trăm người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư do các luật sư thảo ra để yêu cầu các lãnh đạo cao nhất của việt nam cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều tra lại các vụ án mà họ cho là oan sai đối với các tử tù hồ duy hải nguyễn văn trưởng và lê văn mạnh trong đó có ông mạnh đã bị hành quyết hình ảnh bài trên blog gió bất của afa Tác giả cho biết đây là thỉnh nguyện thư được luật sư Lê Văn Hòa, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Văn Hòa và Cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nguyên vụ trưởng ban nội chính Trung ương khởi thảo. Trong nền tư pháp mù loà chuyên chế của những điều luật 331 Bộ Luật Hình sự, việc lên tiếng và ký tên hưởng ứng là hành động dũng cảm, trách nhiệm, dấn thân vì công lý hết sức trân quý. Nội dung thư thỉnh nguyện khái quát đầy đủ, dấu hiệu an sai của ba vụ án Riêng trường hợp Hồ Duy Hải, tác giả đề cập đến 7 nhân chứng đã cung cấp thông tin chứng cứ xác định trong thời gian xảy ra vụ án Hồ Duy Hải đang tham dự đám tang của ông Tư Lan trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo tác giả, ngày 21 tháng 7 năm 2021, luật sư Trần Hồng Phong đã có đơn cung cấp chứng cứ ngoại phạm của bị án Hồ Duy Hải gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, từ 19 giờ 50 phút đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008 là thời điểm Hải bị công an Long An quy kết vào bưu cục cầu voi để sát hại hai nữ nạn nhân. Thì Hải đang giữ đám tang ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, một người hàng xóm cách nhà Hải 500m. Hình ảnh thông tin về thỉnh nguyện thư do luật sư Lê Văn Hòa soạn thảo nhiều nhân chứng đã gặp, nhìn thấy và xác nhận Hải có mặt và phụ giúp rót nước trà mời khách trong đám tang của ông Tư Lan cụ thể. Thứ nhất, lời trình bày của bà Nguyễn Thị Tư, Tư Lan, sinh năm 1952, xác nhận ngày 16 tháng 5 năm 2021. Thứ hai, trình bày và xác nhận của ông Võ Phi Hùng, sinh năm 1957, xác nhận ngày 23 tháng 4 năm 2021 thứ ba trình bày và xác nhận của ông huỳnh văn thanh sinh năm 1968 còn gọi là bảy thanh xác nhận ngày 23 tháng 4 năm 2021 thứ tư trình bày và xác nhận của ông nguyễn thế vinh sinh năm 1979 xác nhận ngày 10 tháng 5 năm 2021 thứ năm trình bày và xác nhận của ông huỳnh thế hiển sinh năm 1983 xác nhận ngày 11 tháng 5 năm 2021 Thứ sáu đơn trình bày của ông Lê Tiến Dũng sinh năm 1953 còn gọi là Úc Ca xác nhận ngày 22 tháng 5 năm 2021 và thứ bảy là trình bày và xác nhận của bà Nguyễn Thị Lan sinh năm 1967 xác nhận ngày 16 tháng 5 năm 2021 hình ảnh gia đình tìm được rất nhiều chứng cứ ngoại phạm cho Hồ Duy Hải tác giả nhận xét đáng tiếc trước những chứng cứ quan trọng và rõ ràng ấy hai năm qua các cơ quan chức năng hoàn toàn im lặng, báo chí nhà nước cũng hoàn toàn bị bịt miệng về thông tin này. Trong 800 tờ báo chỉ duy nhất, tờ Dân Việt đăng thông tin, nhân chứng mới nói rõ những việc Hồ Duy Hải đã làm ở đám tang đúng đêm xảy ra án mạng. Trong đó, báo ghi nhận những nhân chứng này đều viết giấy cam kết nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại đám tang ông Hồ Chi, tên gọi khác là ông Từ Lan từ khoảng 20 giờ đến 21 giờ tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 ở ấp 1 thị xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Hải cùng những người khác bưng trà và rót nước mời khách. Vẫn theo tác giả, hơn thế nữa trước đây, luật sư Trần Hồng Phong có blog cá nhân Dân Đen có một cập nhật tất cả thông tin tài liệu vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có cả đơn trình bày mà tác giả trích dẫn, nhưng sau đó blog này cũng không truy cập được. Tác giả đặt câu hỏi, có thể là có ai đó đã hack hoặc dùng quyền lực an ninh mạng để khóa miệng dân đen phải chăng do không thể giải đáp cho nên cơ quan tố tụng đã cấm khẩu trước những chứng cứ ngoại phạm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc thơ thời báo.d với bản tin, cơ quan tố tụng lờ đi chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc Thơ, thời báo d